thôi, mình chặt dừa xem để mình nấu rau câu nước dừa các bạn. Wow. Này phải chặt hai hoài á mà, hai hoài mới đủ nấu nha. Còn hai trái nữa kìa. Còn hai trái bên đó nữa. Trái đó chắc được luôn rồi đó. Chặt luôn rồi. Phải chục trái mới đủ nấu. Trái dừa xem của mình hơi nhỏ. Wow. Các bạn ơi, bây giờ mình chặt dừa, mình lấy nước để mình nấu rau câu nha các bạn. Rau câu, cái bịch rau câu của mình thì cần 1 lít nước dừa hả, không có dùng hết bao nhiêu dừa đây đâu. Mình sẽ luồn vô cái ca này, hai ca này là được, một ca này là khoảng nửa lít á. Rồi, đổ nước ra. Đó. Khoảng 2 trái. Hơn 2 trái dừa là đầy ca nè. Vậy là khoảng làm chắc khoảng 5 trái dừa là hết chứ nhiêu, 5 hoặc 6 trái dừa. Bây giờ mình đông nước dừa vào son nha các bạn. Đây 250. Đây 250 nữa là nửa lít. Là 500 nha các bạn. 500, bây giờ mình dùng 250 nữa. Dùng hơn 2250 nha. Để là mình khoảng 800ml nước dừa. 800ml nước dừa xem á, mình bỏ cho vào nồi rồi mình sẽ cho luôn cái phần bột rau câu với đường lúc nãy á các bạn. Bột rau câu với đường mà lúc nãy mình làm mình trộn lên nhiều quá. Còn cái chén mà nửa muỗng rau câu với đường ít thì mình để đây, mình sẽ cho vào nước cốt sau, mình nấu sau nha. Mình quậy cho nó tan lên. Rau câu, đường và nó tan hòa vào nước. Mình sẽ bắt lên bếp mình nấu cho nó sôi khoảng 5 phút là mình sẽ đổ ra khuôn. Bây giờ mình chuẩn bị những cái khuôn để mình đổ rau câu ra nha các bạn. Bị hai cái khuôn này, hai chén, cái này để đổ cho mấy em bé ăn. Không biết đổ hết không nè. Rau câu mình để sôi nãy giờ chắc được hơn 5 phút rồi đó. Bây giờ mình sẽ nhấc xuống, mình đổ vô cái khuôn. Đây các bạn, rau câu mình nấu nước dừa nguyên chất luôn rồi các bạn. Giờ mình sẽ nhấc cái son xuống và mình đổ qua khuôn. Thôi trời mưa. Mùa này mùa mưa các bạn ơi, lúc nào mình đang làm một cái món ăn gì đó trời cũng đổ mưa. Đang đổ rau câu rồi trời cũng đổ mưa nữa. Rồi tiếp theo mình sẽ nấu phần nước cốt dừa nha các bạn. Đây nước cốt dừa mình sẽ cho tiếp vào cái son nước đây luôn. 200ml nước dừa rồi chừa cặn lại đây. Mình sẽ cho cái phần bột rau câu nãy với đường và mình chừa lại đó, mình cho vào đây luôn. Mình khuấy cho nó tan lên. Và sau đó mình bắt lên bếp mình nấu luôn nha các bạn. Phần nước cốt dừa mình nấu sôi lên giống như lúc nãy á các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào trong rau câu trong lúc nãy nhà mình cho lên trên lớp mặt. Rồi
rau câu mình đã đổ xong rồi nè các bạn. Một lớp nước cốt dừa trên rất là béo ngon, nước dừa dưới cũng rất là ngọt, thơm nước dừa ngon hết. Mình đợi rau câu đặt lại và nguội mình sẽ bỏ trong ngăn mát tủ lạnh. Các bạn ơi, thành phẩm rau câu của mình đây. Xin mời các bạn nha, rau câu dừa. Mời bà ngoại ăn trước đi, con bà ngoại đi chặt dừa. Bà ngoại chặt dừa cho bà ngoại ăn thử trước đi. Các bạn ơi nhìn nè. À nó quay cho các bạn ơi, bà ngoại. Đây các bạn, ở phía dưới là nước dừa đó, nước dừa trong á các bạn. Mình ấy còn mình đổ là lớp ở dưới là nó trong nè. Còn lớp mỏng ở trên đó là nước cốt dừa đó. Rất là ngon. Đây bà ngoại. Đó. Đây là dừa nhà trồng rồi chặt dừa làm luôn các bạn. Nước dừa nguyên chất luôn, rồi ở trên là cũng nước cốt dừa luôn á. Cảm giác thế nào bà ngoại? Dài quá chừng dai luôn. Có dai không? Của con dài. Này dai hả? À cái là cái rau câu là rau câu dẻo mà rau tại dừa. Mình nấu rau câu dừa mua rau câu dẻo cho nên nó phải dai. Còn cái này lát là để dành cho mấy em nhỏ ăn. Cái chén như cái này. Rồi cái này mà đổ sao cùng hết nè, đổ không kịp luôn à, nó đặt lại luôn nữa ha. Cái liều lượng mà đúng y như giống như là cái bao ở ngoài nó ghi mà sao nấu sôi rồi mà tới đổ hai mấy cái này trước xong tới cái này là đổ xém không kịp luôn á, nó đặt lại luôn nè các bạn. Mà ngon quá ha. Ngon cực luôn. Thử rồi mình lấy cái chén này mình ăn thử cho các bạn. Bạn ơi, ngon chưa, hấp dẫn chưa trên nguyên chén luôn. Dai lắm. Rau câu này nó dai. Còn nó tịnh béo cũng ngon rồi. Thứ cốt dừa của mình luôn nè. Dừa rất là ngon các bạn ơi. Ngon quá. Ngon. Nè. Cắn giống như răng chuột. Cắn như răng chuột. Ngại quá, ngại quá. Ôi dậy luôn. Rồi đẹp đó ha, đẹp. Nó trong là phải đẹp phải không? Ừ, mà trong nước dừa nó trong beo luôn. Ngon không? Ngon lắm các bạn ơi. Tại mình đổ rau câu dai, đổ rau câu dẻo nó dai vậy. Mai mốt á thử nấu rau cò bằng rau câu giòn đi. Rau câu giòn chắc là nó không có dai như vậy. Ngon quá trời luôn á. Các bạn ơi, các bạn thử nấu đi. Rau câu này ăn mát mà ngon. Chúc các bạn thành công nha. Mà mình nấu nước dừa này nguyên chất nè. Mình bỏ ít đường lại. Nãy bỏ ít đường á, ít đường hơn cái bao ở ngoài nó ghi mà ăn vẫn ngọt ngon. Ngon lắm. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.